Yo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hives. Như các bạn đã biết thì hôm nay đó là ngày thứ 7 mà Tunali Channel phát hành Đại Tỷ Yến. Và một tin vui nữa là Đại Tỷ Yến vẫn giữ nguyên ở top 2 trending trong vòng 4 ngày vừa qua. Vậy thì với tư cách là một thầy giáo trong video thì tôi sẽ xem lại video này và bắt lỗi những hạt sạn to nhất của Đại Tỷ Yến nha. Ok, let's go. Whoa. Quảng cáo nha. Chung nó thi cấp 3 đỗ hết vô trường chuyên. Mày thì ngu ham chơi chẳng lo học hành. Chào gì với bố chưa đã rốt lại con hư. À, sinh nhật à? Happy birthday à? Mẹ ở bên kia đã thấy gì chưa? Giờ bố trắng như ngày xưa. Chẳng còn thương con bố đã thành bố người ta rồi. Đấy, thương con út, xong rồi cho con út đi học ô tô. Đấy, con gái đầu thì phải đi đạp xe đi học, khổ chưa? À cũng không khổ lắm mọi người ạ, xe đạp là xe đua 7 triệu rưỡi. Cầm chúng nó một đám thật trẻ trâu. Ai già, thấy một lỗi rồi nha. Gì đây, thước kẻ à? Thước kẻ rũ móng tay à? How? How tough? Ôi giời ơi, mình hậu đậu quá. Lỡ rớt nước lên người hot girl. Ai già, xéo sắc à. Cái áo rách bao nhiêu tiền đây? Để tôi đền cho. Ô tô của nhà nhá. Bố đưa con đến trường mà tự nhiên sao ô tô lại ở đây? Why? Nhầm người rồi mấy thằng nhóc. Ngầu á. Tao cũng chỉ muốn được yên bình. Nhưng mấy đứa không cho bình yên. Vậy nên là tao không muốn răn nhưng phải dậy. Này này mấy em kia làm cái gì đấy? Chỉ đại tha cho bọn em. SOS, SOS. Hôm nay bố em cho em hai chục thôi có được không? Danh con thích lươn lẹo không nhớ mặt tao. Vâng chị ơi, ngày này em kia đứng lại. Mọi người xem lại cảnh này nhá. À. Oh my god. Oh my god mà luôn á. Đúng rồi. Bùng lên. Đúng rồi. À ngầu quá. Trong mày bận ven. Bớt diễn lô đi em gì ơi. Ở đây thì không có ai xem mày diễn. Sông bảy đàn thì oai thật đây. Tao ghét nhất cái loại như mày. Đúng rồi, chưa luôn. Có mấy đứa nâng bì lại oai. Chị đây là nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Này này em kia dừng tay. Ôi, cái đoạn này nhá mọi người. Đây mọi người có thấy cái vết sẹo này không? Đấy, hôm đấy mình có lỡ làm gãy cái gương xe của Sinh. Đấy là xe của Sinh. Thì nó mới hở ra một cái đoạn thép như thế này. Quả qua một cái, thế bây giờ vẫn còn sẹo. Nhìn thầy giáo bị này, thầy giáo như thế này còn không buồn. Các bạn ơi, mình vui quá. Đâu xe vào. Ai bắt làm gãy gương xe tự nhiên đang đi là xe nó chết máy, nó quặt vào tay. Xe máy chắc không hoa hồng là cũng có gai. Chảy máu rồi nè. Nhưng mà tay này khổ lắm nên được bay bị đau này. Đau ấy. Đau. Bốc. Ấy. Anh nấp nhiều. Trả lương thêm. Mày có biết thầy giáo mày vừa gọi cho tao nói không ra cái gì không? Bây giờ lại còn hỗn láo với cả gì? Đi ra xin lỗi gì ngay? Con cái mất dạy. Ủa suốt ngày chỉ biết mạ ta thôi. Từ ngày mẹ mất, bố còn đứa con này nữa đâu.
Mày cãi tao à? À, dừng lại, đứng lại. Góc màn hình, góc màn hình, góc màn hình. Những thứ bạn thấy chưa chắc đã như bạn thấy. Hãy chờ tiếp phần sau nha. Và vừa rồi là video cùng xem lại và bắt lỗi Đại Tỷ Yến. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình trong những thời gian vừa qua và giúp video đã đạt được top 2 trending. Và để xem video này có lên được top 1 trending hay không nhá. Đó là công của các bạn. Nhờ các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ê khoan, và mình là Hải Sẻ. Subscribe cho channel của mình nhá. Mây trong mày vẫn vẹn. Bớt xin lỗi đi em gì ơi.